Chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Thường vụ quận Ngũ Hành Sơn về kết quả 5 năm thực hiện thông báo số 124 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận trong thời gian qua. 5 năm qua, quận Ngũ Hành Sơn đã quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện các nội dung theo thông báo 124 của Ban Thường vụ Thành ủy, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật trong đó là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực quản lý và điều hành của chính quyền, vai trò giám sát của mặt trận và các đoàn thể được nâng cao. Tổng giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế đạt 29.530 tỷ đồng với cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách đạt hơn 5.200 tỷ đồng. Quận đã triển khai 83 dự án giải tỏa và đã có gần 5.200 hồ sơ bàn giao mặt bằng. Các lĩnh vực quản lý đô thị, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, đặc biệt công tác phòng chống COVID-19 được tập trung thực hiện giúp kiểm soát tình hình và đến nay 4 trên 4 phường của quận đều là vùng xanh. Quận ủy Ngũ Hành Sơn cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6 và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và các ngành liên quan đã trao đổi về các vấn đề quận Ngũ Hành Sơn kiến nghị về việc sáp nhập, thành lập mới các phòng ban thuộc quận, các vấn đề quy hoạch quản lý đô thị cũng như cơ chế chính sách và các vấn đề tài chính ngân sách. Các ý kiến cũng đề nghị quận tăng cường công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt, chú trọng công tác thu ngân sách, trật tự đô thị, quản lý đất đai, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, khai thác thế mạnh để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch biển, y tế, giáo dục, quan tâm công tác an sinh xã hội, phòng chống COVID-19, giải quyết các vấn đề bức xúc đời sống người dân, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó có việc quản lý người nước ngoài. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả mà quận Ngũ Hành Sơn đã đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các mặt. Kinh tế phát triển khá, thu ngân sách là điểm sáng, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn. Đặc biệt trong năm 2021, quận đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và phòng chống kiểm soát COVID-19. Bí thư Thành ủy đề nghị quận tập trung khắc phục các mặt còn hạn chế, đề ra các giải pháp phù hợp, trong đó tập trung công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Là địa phương còn nhiều dư địa để phát triển, quận cần phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển. Thực sự phải phát huy nó để trở thành một cái địa bàn mà có cái mức độ tăng trưởng cao để đóng góp vào cho sự tăng trưởng chung của thành phố. Đây một trong những cái minh chứng rất là rõ nét. Dù cho chúng ta đang khó khăn như thế, nhưng cái tốc độ thu ngân sách của các đồng chí cuối cùng nhìn vào, nó phải nhìn vào cái tốc độ thu ngân sách. Mà hàng năm các đồng chí tăng được đến 30% thu ngân sách thì tôi nói là không phải địa phương nào cũng có cái sức bật đấy đâu. Nên là các đồng chí phải thấy được rất rõ cái điều này. Nên là tôi đề nghị quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chiều sâu và đảm bảo cái sự bền vững cho cái sự phát triển. Trong đó thì phải gắn phát triển kinh tế với bảo tồn các cái giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Sở Du lịch thí điểm mô hình du lịch đêm trên bãi biển, phát triển đô thị đổi mới sáng tạo, văn minh, hiện đại, phối hợp với các đơn vị rà soát chỉnh trang đô thị, nhất là kiệt hẻm. Quận cũng cần làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai. Quản lý quy hoạch và quản lý đất đai là hai cái nhiệm vụ xương sống hàng đầu để chúng ta đảm bảo được cái nguồn lực phát triển một cách lâu dài. Công chí tiếp tục chỉ đạo làm tốt cái công tác giải tỏa, đền bù và phối hợp với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ của các cái công trình trọng điểm. Bí thư Thành ủy đề nghị quận tiếp tục xây dựng đề án quận môi trường, chương trình thành phố 4 an, nhất là đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo, tháo gỡ, giải quyết các kiến nghị của quận Ngũ Hành Sơn, nhất là các vấn đề về quy hoạch, triển khai các dự án về thương mại, du lịch, y tế, giáo dục. Sớm có cơ chế đối với các địa phương vượt thu ngân sách như quận Ngũ Hành Sơn, cùng một số nội dung quan trọng khác.